Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Chương trình được phát sóng vào lúc 23 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay, Cát Tường xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Lý Thị Mai, nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Dương Phương Mai, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Và chị Ngọc Lệ, chị Nam Hà. Kính thưa toàn thể quý vị, ở từng giai đoạn của cuộc sống, do những thay đổi về thể chất và tâm lý mà tất cả chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Và trong chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngồi đây để chia sẻ với nhau về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất là thú vị, đó là chuyện yêu ở tuổi trung niên. Và bây giờ, trước khi vào buổi nói chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Bước vào tuổi trung niên, cả phụ nữ và nam giới đều khó tránh khỏi những suy giảm về thể chất và sinh lý. Trong đó, những bất thường trong ham muốn tình dục có thể nói là một vấn đề lớn ở giai đoạn này. Thực tế, có không ít trường hợp các cặp vợ chồng tuổi trung niên đã sớm bước vào một đời sống hôn nhân chán chường chỉ vì người chồng hoặc người vợ không còn ham muốn chuyện yêu như lúc còn son trẻ. Không chỉ vì thiếu tự tin khi cơ thể đã thay đổi, mà vì sức khỏe không còn sung mãn như xưa. Mặt khác, chuyện lỗi nhịp yêu của tuổi trung niên cũng là vấn đề không nhỏ. Đó là khi người vợ hoặc người chồng bỗng dưng lại có nhu cầu cao hơn trước đây, khiến bạn đời khó có thể đáp ứng. Những trở ngại như thế cứ dần dà khiến cho cả hai trở nên mặc cảm và lảng tránh nhau. Từ đó, chất lượng sống và hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện nay không phải ai cũng có thể cảm nhận hết được những vấn đề mà giai đoạn này mang lại. Vậy, những bất thường trong ham muốn tình dục có phải là căn bệnh phổ biến của tuổi trung niên? Nguyên nhân và biện pháp nào để giải quyết tình trạng này, để chuyện yêu tuổi trung niên không còn là nỗi ám ảnh cho hạnh phúc vợ chồng? Tôi xin hỏi chị Mai là đến độ tuổi nào thì mới gọi là độ tuổi trung niên hả chị? Tuổi trung niên là lứa tuổi khoảng chừng trên 40, đến dưới 60 thì chúng ta gọi là tuổi trung niên. Và giai đoạn này là giai đoạn dài trong cái cuộc đời của mỗi người. Ồ, có nghĩa là gần 20 năm hả chị? Và nó có những cái biểu hiện nào để mình nhận biết là mình đã đến cái tuổi, tới cái tuổi trung niên này chưa? Thật ra thì cũng tùy theo từng đối tượng. Nhưng mà rõ ràng rằng khi mà trung niên rồi á, có rất nhiều trục trặc trong cuộc sống. Có những cái thay đổi về cơ thể, về sức khỏe, cũng như về quan hệ vợ chồng. Đó là những cái cảnh báo để chúng ta biết rằng đã vào lứa tuổi chúng ta cũng phải xem xét lại. Chị Hà ơi, em muốn hỏi chị thế là chị đã qua cái tuổi trung niên và cái đoạn chị bước vô, chị có gặp những cái dấu hiệu nào không chị? Mình bây giờ là 49 tuổi á. 49. Cho nên là có cũng rất nhiều thay đổi đấy. Và có những khi là mình cũng nói với ông xã mình là chết rồi. Bây giờ em không còn như hồi trước nữa rồi. Mình cũng chia sẻ điều đó với ông xã mình nói như vậy hả chị? Vâng. Tự nhiên đến cái lúc là mình thấy rằng là mình bị xuống sức. Vậy thì coi còn chị Lệ thì chị thì như thế nào ạ? Mình cảm thấy sức khỏe là cái biểu hiện xuống rõ nhất. So với những công việc hàng ngày thì cái sự năng động, cái nhanh nhẹn của mình kém hẳn đi. Dạ. Và song song đó thì tình cảm vợ chồng có phần giảm hẳn. Giảm hẳn hả chị? Dạ. Cái mức độ giảm nó khoảng là bao nhiêu hả chị? Bao nhiêu phần trăm so với lúc mà chị đang còn cái tuổi mà gọi là thanh xuân? Theo như mình thì chắc cũng khoảng 40%. Wow, giảm tới 40% luôn. Thế chị Quỳnh, chị thì sao? Thường thường ta nói trong héo ngoài tươi đó cưng. Trong héo ngoài tươi hả? Nhìn vậy đi, phải nhìn không? Tươi xanh vậy đó. Mà ở trong héo hết trơn rồi đó. Héo sao? Héo cỡ nào lận? Trời ơi, em chúc mừng chị nha. Chị 40%, em giảm 70% lận đó. Chị nói thiệt không đó chị Quỳnh? Vì lý do công việc em. Vậy công hả? Việc rồi tuổi tác nữa. Cả chị với ông xã luôn, chứ không phải riêng mình chị. Cả ông xã chị còn tệ hơn chị nữa. Vậy hả? Đúng. Ôi, rồi chị Mai ơi, những cái dấu hiệu nào để thấy là cái sự suy giảm trong cái vấn đề mà quan hệ vợ chồng ở cái tuổi trung niên á chị? Giống như chị Quỳnh nói thì cái vấn đề mà suy giảm mọi thứ khi mà đến vào lứa tuổi trung niên
thì nó xảy ra cả hai giới luôn chứ không phải riêng về phụ nữ. Dạ đúng, đúng. Mà nam giới thì cũng biết rằng nó không có đến nỗi bộc lộ trầm trọng như là phụ nữ, tại vì phụ nữ là khi mà đến vào lứa tuổi trung niên rồi á thì cái hormone nội tiết tố sinh dục nữ nó quyết định vào cái vấn đề quan hệ tình dục cũng như là những vấn đề sức khỏe của mình. Nếu mà về phía nữ đó, khi mà hormone sinh dục của mình nó giảm, cụ thể là estrogen và progesterone, thì nó sẽ làm cho giảm cái vấn đề ham muốn tình dục, làm cho cơ da dẻ của mình nó cũng khô, nó mỏng, nó sạm, đó coi như là không phải xuống sức mà là xuống sắc luôn nữa. Đó. Ra ở phòng khám chúng tôi thì đến 80% đến 90% là phụ nữ ở lứa tuổi trung niên đến khám thì than phiền là có những dấu hiệu như là rối loạn kinh nguyệt. Thì đó cũng là một trong những lý do, tại vì khi mà nội tiết tố sinh dục nó giảm thì các cơ quan sinh dục của mình nó cũng khô, nó cũng teo. Cụ thể là tử cung, buồng trứng hay là âm đạo nó cũng teo theo. Đó là những giải thích bằng bề bên y khoa. Nhưng mà con này con vẫn nghĩ như thế này cô Mai, cứ yếu tố tâm lý nó cũng rất là quan trọng và giúp ích mình rất là nhiều. Có đúng như vậy không hả cô? Rất là cảm ơn bác sĩ Phương Mai cũng đã nói khá đầy đủ về cái cấu trúc cũng như là cái sự thay đổi về mặt sinh học của nam và nữ. Điều đó đôi khi chúng ta cứ tưởng rằng là ai cũng biết, nhưng mà thực ra biết đầy đủ cũng khó đấy ạ. Chính vì vậy cho nên là mình phải hiểu được cơ thể của mình, mình phải lắng nghe được cái cơ thể của mình. Đó là vấn đề thứ nhất. Và thứ hai mà trước khi tôi muốn chia sẻ thì tôi muốn hỏi bạn Nam Hà với lại Ngọc Lệ đấy. Thế thì bạn đang nói là bạn về sức khỏe thôi, về mặt thể chất thôi. Thế còn vấn đề tâm lý thì có khi nào bạn cảm giác nó có cái gì đó nó khác với trước không ạ? Em thưa chị là thực ra là cũng không có bị nặng nề gì lắm. Không có nặng nề gì lắm. Dạ vâng. Nhưng mà có bao giờ mình cảm giác là mình lo lắng về ngoại hình của mình, về nhan sắc của mình? À dạ có ạ. Có chứ ạ. Vâng. Tại vì thì, bạn nói là không có nghĩ gì tới thì tôi thấy rằng nếu như vậy thì tuyệt vời. Dạ. Còn bạn Ngọc Lệ thì sao hả em? Mình có lo lắng là không biết ông xã mình đi làm ở xa có chú ý đến những phụ nữ khác hay không. Cho nên là mình chịu khó chú ý đến cái trang phục, cái sức khỏe, cái hình dáng bên ngoài của mình hơn một chút. Như vậy là mình bắt đầu hơi có những cái lung lay về tâm lý, tức là hơi thiếu tự tin về bản thân phải không ạ? Phụ nữ trung niên thì sẽ tròn chỉnh hơn, sẽ phúc hậu hơn. Và vì vậy cho nên chúng ta dễ có cảm giác chúng ta so với trước đây nó không có giống. Và từ đó chúng ta cảm giác chúng ta mất tự tin dần dần. Rồi cái quan trọng là sự thay đổi từ bên trong. Và vì vậy cho nên phụ nữ hay có những cái cảm giác hụt hẫng. Còn nam giới thì sao ạ? Là người ta cũng có những cái ngại ngần, người ta tránh né. Đây là ông không có thích đi giải trí nhiều, bây giờ ông đi tìm nhiều cái trò chơi, kết bạn với nhiều người rồi đi hăng hái hoạt động xã hội, có là một hình thức tích cực. Và đó chính là cái sự mà né tránh một cách êm dịu. Rồi có nhiều người phụ nữ cũng thấy rằng chồng mình tự nhiên sao dạo này hay ưu tư, rồi cái giờ đi ngủ chung á, thì nó bị lệch. Thì bắt đầu mình biết rằng chồng mình đang có những cái e ngại. Vậy thì vấn đề ở đây là nam nữ đều bước vào cái tuổi này thì người ta đều ngại đề cập tới cái chuyện mà thiêng liêng nhất, tuyệt vời nhất, bởi vì cả hai đang bước vào cái khúc quanh của cái tuổi về chiều. Cô nói về tâm lý thì con có một cái bức thư. Vợ chồng tôi đã 45-50 tuổi, đã có hai con thì đều đã lớn. Chuyện nhà cửa cũng không có gì đáng bàn, nhưng mà chuyện quan hệ vợ chồng lại khiến tôi cảm thấy rất là khó xử. Vào độ tuổi này thì nhu cầu chuyện đó sẽ bị ảnh hưởng, nên tôi cũng không ngạc nhiên khi chồng tôi không còn điều độ như trước nữa. Nhưng riêng tôi thì lại thấy nhu cầu của mình lại chẳng hề thay đổi, thậm chí có phần cao hơn trước. Phải chăng tôi đang bị bệnh? Nãy giờ mấy chị là toàn nói là mình thay đổi mà toàn là yếu đi không à. Nhưng mà trên thực tế thì vẫn có những trường hợp là mình khỏe hơn, mạnh hơn, hay là nôm na người ta gọi là chữ hồi xuân đó cô. Thì cái hiện tượng này là sao cô? Bộ mấy chị không có cái dấu hiệu gì mà tăng trong người sao? Chị Lệ, chị thì sao ạ? Đối với vợ chồng mình thì là tình cảm từ trước đến giờ thì rất là tốt. Luôn có sự hài hòa giữa hai vợ chồng. Thì hoàn cảnh của mình thì anh xã đi làm xa đó, thì khoảng 2 tuần hay là 3 tuần mới về một lần. Thì tình cảm vợ chồng những lúc đó giống như mình được hâm nóng vậy đó. Nó cũng là những cái hoàn cảnh để làm cho hâm nóng cái chuyện tình yêu của mình ha. Vậy chị Hà thì sao? Thực sự là thế này nè, đúng là cũng nhiều khi cũng rơi vào cái trạng thái là hình như mình lại có nhu cầu hơn ảnh. Đó,
Thế thì anh bảo chứ không biết là có đều hay không nhỉ. Nhưng mà được cái là ông xã mình thì cố gắng tập luyện thể dục thể thao các cái chuyện để mà cho cái nâng cao sức khỏe anh lên. Tại vì anh nói mình chỉ có hơn bà xã mình có 5 tuổi thôi, chứ không nhiều. Cho nên là để cho nó tương đồng. Có nghĩa là có những lúc chị cảm thấy là chồng chị là không tương đồng. Thì lúc đó thì phản ứng của chồng chị như thế nào? Khi nào mà anh bảo là hôm nay anh không được khỏe thì thôi. Còn đây là, và cũng có những khi là mình bảo chứ em hôm nay em mệt á thì thôi. Qua sự chia sẻ của Nam Hà đó thì cái vấn đề nội tiết nó không có sụt giảm nhiều, và có thể nó cũng làm cho nó thăng hoa hơn khi mà họ trong cuộc sống họ đã đầy đủ, đã thành đạt trong cuộc sống rồi, và vấn đề trong gia đình viên mãn thì vấn đề đó là cũng đương nhiên là không có vấn đề trục trặc gì xảy ra hết. Có khi là người chồng cũng phải chạy theo vợ. Dạ. Như vậy đó. Chị Quỳnh, có khi nào mà chồng chị phải chạy theo chị không, giống như lời của bác sĩ Mai vừa mới nói vậy đó? Xin nói thật là rảnh rồi ở nhà khoảng chừng 20 ngày ăn uống đầy đủ thì là có chuyện, là ông có chạy theo mình. Ông chạy. còn nếu mà đi quay phim cả ngày mệt rồi về tới nơi là chỉ biết ngủ thôi, rồi mình cũng không thèm nghĩ tới luôn. Nhưng mà chị, nhưng những lúc mà chị nói mà cả hai mà vợ chồng mà cùng đều đầy đủ và mình có thể hòa hợp được với nhau thì đó là tuyệt vời rồi. Nhưng mà có những lúc chị đi làm về chị mệt, nhưng mà ảnh đâu có đi làm đâu, ảnh khỏe thì phản ứng như thế nào? Ông xã chị cũng dễ tính lắm, luôn luôn cái gì vợ chồng ví dụ thông cảm nhau là được hết. Cái đó là trường hợp là khi mình yêu nhau thì cái gì nó cũng vượt qua. Cô Mai ơi, con thì lại không nghĩ mọi chuyện nó tốt đẹp như vậy. Nó nhiều khi những cái lúc mà nó chị nói thiệt á, là chị không có gian, không hề gian dối. Thiệt không? Chứ con lại nghĩ những lúc mà nó lệch pha như vậy đó cô, thì nó sẽ có những cái sự cố gì đó nó sẽ xảy ra chứ. Vừa rồi là nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói là giảm 70%, nhưng bây giờ tôi thấy đã hồi phục lên rồi. Vấn đề quan trọng ở đây là gì ạ? Thế nào là lệch, thế nào là bằng? Có những người chồng họ hơn tuổi vợ rất là nhiều, nhưng họ vẫn có những cái nhu cầu đều đặn, bởi vì sức khỏe của họ, bởi vì tinh thần của họ thoải mái và bởi vì họ yêu vợ. Ngược lại cũng có những người vợ ở cái độ tuổi này họ không có bận rộn con cái nhỏ nữa, họ có thời gian chăm sóc và yêu bản thân mình nhiều hơn. Và bây giờ đúng như bác sĩ Phương Mai nói là cái thời hiện đại chúng ta thấy phụ nữ trẻ lâu hơn, rồi bởi vì họ biết cách cân bằng cái cuộc sống của họ, ăn sao, thực dưỡng làm sao cho nó khoa học hợp lý, dùng mỹ phẩm nào cho nó da nó đẹp hơn, rồi đời sống tinh thần của họ, họ có gì rắc rối họ chạy tới tìm chúng tôi chẳng hạn, họ chia sẻ để rồi họ về họ lại cân bằng. Và thậm chí rằng khi mà họ cảm thấy họ hân hoan yêu đời thì tất nhiên cái chuyện nhu cầu về chăn gối vợ chồng nó cũng sẽ tăng lên. Cô ơi, nhưng mà nếu như giống như cô chia sẻ, nếu như cả vợ lẫn chồng mà cùng nhau mình bước vào cái tuổi trung niên thì nó dễ rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp ở ngoài thực tế cuộc sống là nhiều khi chồng thì già nhưng vợ thì trẻ, hoặc là ngược lại, thì chỉ có một người mới bước vào cái tuổi trung niên thôi. Như vậy thì nó sẽ có ảnh hưởng gì không cô? Thực tế mở ngoặc cho đến giờ phút này thì phụ nữ Việt Nam vẫn còn rất là ngoan. Tức là nhiều khi cái nhu cầu có thể cao hơn chồng nhưng họ chịu chế và họ chịu đựng. Đây cũng là một sự thiệt thòi, nhưng mà tôi gọi đó là cái gì ạ? Một cái tố chất đáng yêu của phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà bên cạnh đó thì nam giới họ lại có quyền để đúng mà rồi có thể đó thoải mái hơn, thanh thản hơn để họ cải thiện cái quan hệ chăn gối của họ nếu như vợ không đáp ứng được. Cho nên nó mới xảy ra cái chuyện là để cho các chuyên gia tư vấn mới có chuyện để làm, để gỡ rối những vấn đề này. Cho nên tôi mong mỏi rằng cái chuyện ước muốn và cái chuyện kiểm soát được cái nhu cầu của mình á, thì chúng ta rất cần có những cái buổi chia sẻ với nhau như thế này, để cho những người đàn ông mà khi mà họ bị lệch với vợ đó thì họ cảm thông được cái tâm lý của người vợ họ nghĩ gì và như thế nào. Cho nên tôi mới có nói rằng là cái vấn đề về tâm lý nó quan trọng hơn. Còn trong những cái trường hợp mà họ không yêu nhau và họ cố tình phạm lỗi thì không lệch, họ vẫn đi tìm cái cải thiện bên ngoài. Có rất nhiều chị tới tâm sự rằng là cái chuyện chăn gối dạo này nó ít làm em khỏe lắm. Tôi nói rằng em ơi, em khỏe thế chồng em có khỏe đấy, hay không? Dạ. Em vẫn muốn hỏi thêm chị Lệ một tí, vì vợ chồng chị là có hoàn cảnh là lâu lâu xa mình gặp nhau, thì trong cái quá trình mà mình yêu nhau ở cái tuổi trung niên, nó có gặp những cái trục trặc gì về cái thể chất hay không? Cũng có một số thay đổi, những cái mình không muốn dư nhưng mà nó lại dư, giống như là mỡ hay là gì ấy, thì cơ thể mình không còn, cái phọt không còn đẹp như hồi còn chưa trung niên. Mà chị Mai ơi, cái lứa tuổi trung niên đó, thì cái vấn đề cái chuyện chăn gối nó có gặp những cái trở ngại gì không hả chị? Trong lứa tuổi trung niên á,
thì chúng ta cũng phải đối mặt với sự thật là nội tiết nó phải suy giảm. Cái nội tiết nó suy giảm thì nó kéo theo một loạt vấn đề, thí dụ như là có thể là tích tụ mỡ bụng, có thể là chúng ta tăng cân, có thể chúng ta mỏi mệt do loãng xương, hoặc là chúng ta khô âm đạo do thiếu nội tiết. Và có những cái trường hợp nào cụ thể là mình bị gặp những cái rắc rối trong những cái trường hợp đó không? Có chứ. Ở phòng khám của chúng tôi là sản phụ khoa thì ngoài cái vấn đề điều trị bằng lời nói của bơ chị Mai thì chúng tôi cũng phải điều trị bằng những cái như là thuốc. Là tại vì trung niên là có rất nhiều rắc rối về nội khoa, thí dụ như là huyết áp cao nè, tiểu đường, tim mạch, và chúng ta phải thăm khám cẩn thận. Đó là về y khoa đó cô. Dạ. Bởi vì thông qua cái cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay, chắc chắn là rất nhiều chị em phụ nữ ở cái tuổi này họ sẽ bước qua được cái tâm lý ngại ngần khi mà họ né tránh chồng, mà họ không dám nói cái chuyện mà cơ thể họ đang thay đổi. Và chính vì vậy cho nên đôi khi vợ chồng sẽ xảy ra những cái trục trặc trong quan hệ. Chị Hà ơi, em cũng muốn hỏi chị thêm một câu nữa. Thì theo như chị, ở cái lứa tuổi trung niên này thì cái chuyện mà yêu đương của mình thì như thế nào là nó sẽ hòa hợp, như thế nào là nó cân bằng và vừa phải? Vì ông xã mình là anh bị mắc bệnh huyết áp, rồi bệnh tiểu đường. Mình cũng có nói về ông anh ấy là ông xã của cô bạn ấy là bị tiểu đường 12 năm rồi. Thì mình có hỏi là như vậy thì có ảnh hưởng tới cái chuyện mà vợ chồng không? Thì cô cũng có nói thật là có chứ. Thì mình cũng có đưa ra một cái ý đấy cho ông xã mình. Cho nên là cũng chưa khi nào mà vợ chồng không bằng lòng nhau. Nhưng mà không biết là cái tương lai xa hay tương lai gần nó như thế nào. Cô Mai ơi, con muốn hỏi cô như vậy là chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái tâm lý như thế nào để bước vào cái độ tuổi này và trải qua cái độ tuổi này là hợp lý nhất và tốt nhất cho mình? Cái nền tảng của cái việc mà vượt qua cái tâm lý tuổi trung niên á, là một phần là người ta phải có kiến thức về mặt y học. Vừa rồi đó, bạn Nam Hà có nói rằng khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ trò chuyện với nhau. Bởi vì đây là chuyện của hai người, cho nên hai người sẽ tìm cách khắc phục làm sao cho nó phù hợp nhất với hai vợ chồng của mình. Và khi họ hiểu biết được về cái cơ thể của họ rồi đó thì chắc chắn họ sẽ có những cái điều tiết nó phù hợp. Có khi một tháng vợ chồng họ chỉ gần nhau một lần thôi, nhưng cái lần đó là lần mà họ hài lòng về nhau nhất. Họ cảm thấy yêu nhau nhất và họ cảm thấy họ đúng từ là họ dâng hiến cho nhau nhiều nhất. Cô ơi, nhưng mà còn một cái vấn đề này nữa, có nghĩa là khi bước vào tuổi trung niên mình có thể nhờ sự giúp đỡ của bên y khoa, mình có thể đến với tâm lý. Nhưng mà nó còn một vấn đề hiện giờ mà con cũng thấy là rất nhiều người tìm đến về là sử dụng những cái biện pháp hỗ trợ mà để gọi là ông uống bà khen đó. Chị Quỳnh có khi nào ông xã chị sử dụng cái những cái phương pháp hỗ trợ khác chưa? Đôi khi cũng mình nghĩ tới điều đó. Nhưng mà bây giờ đàn ông, nhất là ông xã chị đang bị về huyết áp. Cho nên chị không có nghĩ là mua những cái rượu mà ông uống bà khen, hoặc là dùng những cái loại thuốc bổ để cho anh ấy mạnh thêm. Chị sợ có những người đàn ông bị đột quỵ á là vì lý do đó đó. Cho nên trước tiên là chị phải giữ lại cái người đàn ông chị yêu, là chị muốn an toàn sự sống cho ông xã chị. Chị Lệ, chị có khi nào khuyến khích chồng mình sử dụng những cái loại thuốc hay là rượu hay là kia để bổ cho cái vấn đề là cường dương đại bổ gì chứ chị? Vấn đề mà để bổ sung sức khỏe cho ông xã thì là mình suy nghĩ là cái chính là vấn đề dinh dưỡng ăn uống thì là nó tốt nhất. Cho nên là những lúc mà ông xã có mặt ở nhà thì chú ý nhiều hơn đến bữa ăn gia đình, rồi không khí gia đình, và rủ ông xã đi đến những nơi giải trí hay những sinh hoạt cộng đồng để mà hai vợ chồng cùng tham gia. Thì những lúc như vậy mình thấy tinh thần của cả hai người đều sảng khoái và cái tâm lý vui hẳn lên. Thì mình thấy những cái việc làm đó thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống chăn gối của vợ chồng. Có nghĩa là chị chưa có cần. Chị Mai ơi, sử dụng những cái phương pháp hỗ trợ như vậy là về bên y khoa mình là có tốt hay không chị? Thật ra thì bên nam khoa cũng có, những ông chồng cũng lén vợ đi chứ. Ví dụ như họ hỏi mình, thì bác sĩ ơi, bây giờ chúng tôi như vậy đó, không có quan hệ được, đại khái vậy. Hoặc là rất là khó khăn khi mà họ làm cho vợ họ hài lòng á, thì bây giờ uống cái gì? Thì chúng tôi cũng có những cái thuốc để mà có thể hỗ trợ sức khỏe, do tăng cường cái sinh lực. Mình sử dụng những cái hỗ trợ vậy thì cô thấy về tâm lý cô thấy có đúng không, có được không?
Thực ra thì từ xưa ông bà mình đã nói tới cái điều này rồi, thương chồng nấu cháo le le, nấu canh hoa lý, nấu chè hạt sen. Chưa nói về cái tác dụng nó như thế nào, nhưng điều tâm lý ở đây là gì ạ? Những cái điều mà người vợ chăm sóc cho chồng, một chén súp, một chén canh, một chén chè, mà bằng tình yêu của mình ấy, thì cái tác dụng tâm lý của nó cao gấp triệu lần. Và từ đó thì cái tâm lý người ta cảm giác người ta được yêu, và có khi nó rạo rực rồi có cái nhu cầu. Thì cái chuyện này thì ông bác sĩ Phương Mai đã nói là có những thuốc để giúp cải thiện cho cái chuyện chăn gối vợ chồng. Yeah. Còn chúng ta lưu ý rằng có những người họ bị bệnh mà được hỗ trợ của cái y học tiên tiến, ta phải ủng hộ điều đó. Làm gì thì làm, phải đảm bảo trước hết là vấn đề sức khỏe, sự an toàn. Giống như là nghệ sĩ Ngôn Quỳnh nói là phải an toàn trước hết. Cho nên tại sao mình không chọn một con đường khác, tức là con đường chăm sóc nhau. Tôi nhớ rằng cái hồi mà chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu nhau, bắt đầu mà tỏ tình với nhau, hình như lúc đó chúng ta chỉ cần nắm tay nhau là đủ à. Và hai cái bàn tay chạm vào nó ấm ơi là ấm. Các anh ấy chị cứ hồi tưởng lại xem có đúng là cái lúc mà lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau thì nó lạ lắm. Và cho tới bây giờ ta ở cái tuổi này, đôi khi chúng ta lại phải biết cách nắm tay nhau để thay thế cho những cái rung động khác. Và tôi rất đồng ý với bạn Mỹ Lệ là chúng ta còn có nhiều cái sinh hoạt khác để giúp cho cân bằng cái đời sống tinh thần và thể xác. Bởi vì nếu chúng ta nói là không có cái chuyện chăn gối vợ chồng thì không đúng. Nhưng mà nếu như vì một lý do nào đó mà người vợ có vấn đề về sức khỏe, không có thể có cái quan hệ tình dục vợ chồng, nhưng người ta vẫn sống với nhau hạnh phúc, là bởi vì người ta có những cái sự tinh tế, cái sự khéo léo, cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên. Cho nên tôi nói rằng là làm sao đó một lần thôi mà bằng cả triệu lần của những người khác thì đó là chuyện của hai người. Nhưng điều quan trọng nhất là phải yêu nhau ạ. Dạ. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình và rất bổ ích của chuyên gia tâm lý thạc sĩ Lý Thị Mai. Cảm ơn nghệ sĩ Ngân Quỳnh, cảm ơn bác sĩ Dương Phương Mai và cảm ơn chị Nam Hà, chị Lệ. Đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.